chào cả nhà. Hiện tại thì Na đang cùng gia đình đi đầu năm đi chùa, và ở Quảng Ngãi có một cái chùa nổi tiếng là chùa Thiên Ấn. Và đây là con đường đi qua chùa thì có cái cầu gọi là cầu sông Chợ Khúc, rất là nổi tiếng của Quảng Ngãi luôn. Nhưng mà mọi người nghe là cá bóng sông Trà cũng là một đặc sản nổi tiếng của Quảng Ngãi gì đó. Thì Na sẽ quay sơ cái cầu sông Chợ Khúc cho mọi người xem nha. À đây này cầu này. Đây là cầu sông Chợ Khúc. Con biết kìa. Sông Chợ Khúc là sông mà có rất là nhiều cây cầu. Có 3 cây cầu. Cầu Chợ Khúc 1, Chợ Khúc 2 và cầu Thạch Bích. Đây. Đó, kia là núi Ấn sông Trà. Sở dĩ gọi là núi Ấn sông Trà là vì nhìn nó giống như cái ấn ở xa, nhìn vô nó sẽ giống như cái ấn của trời á, nên gọi là Thiên Ấn, gọi là ấn của trời. Thì đó là mình sẽ đi qua cái núi đó, núi Thiên Ấn, để mà đi lễ chùa, lễ Phật và cầu an năm mới. Đây là sông Trà. Đây là đường đi lên chùa Thiên Ấn. Và đường đi lên chùa Thiên Ấn là đường đi xuống bãi biển, đúng không anh? Bãi biển Mỹ Khê, bãi biển nổi tiếng của Quảng Ngãi. Và đây chính là cái đường đi lên, hay bên là cánh đồng mà xanh mát. Chùa nằm trên đỉnh núi và đây là cổng lên chùa. Đây, và cả lên núi à. Trời nắng rồi, trời nắng không thấy. Và mình đang ở chùa Thiên Ấn đây, và mình sẽ quay cảnh mình vô chùa ha. Đây đó à. Và
chùa, xin hai vị la hán, mấy vị la hán cho con được vô chùa. Quay cho hai không? Không. Quay cho hai không biết. Đi trước, đi trước quay cho. Đi cho, đứng đây đúng người ta, đập người ta, ta la cho. Bây giờ mình bắt quay hàng không? Mình xem lấy kinh nghiệm chứ mày con. Hai cả nhà, nhà mình đang ăn món giòn là một đặc sản của Quảng Ngãi. Ở đây nó thiếu ánh sáng. Đây, mình đang ăn món giòn là đặc sản của Quảng Ngãi. Và ở đây thì bán giòn rất là ngon. Mình sẽ quay. Đây, giòn. Ở Quảng Ngãi giòn gọi là đặc sản. Và con giòn thì có giống con thấy, nhưng mà nhỏ hơn con thấy và nó ngọt hơn. Còn món giòn là một món rất là ngon. Đây chính là món giòn trong truyền thuyết, rất là ngon nha. Nước giòn rất là ngọt. Và nhìn nó giống như con thấy, nhưng mà nó nhỏ hơn con thấy rất là nhiều. Và nó là đặc sản. Nó có rau và đặc sản của nó là chỉ có ở Quảng Ngãi mới có. Gà lá chanh. Khô gà lá chanh của vị này ngon nè cả nhà. Đó, ăn mà vừa đánh bài nữa là số dách. Rồi ăn đi.